nay chúng ta sẽ làm quen với lại chương trình InDesign. Trước tiên thì chúng ta cần phải nắm được chương trình nó làm cái việc gì đã. Đó. Rồi thì lịch sử một chút về các cái chương trình dạng như thế này. Thì InDesign nó là một cái chương trình làm việc với cái mục tiêu là dàn dựng các cái tài liệu nhiều trang. Ví dụ như là mình làm báo này, tạp chí này, catalog này, nói tóm lại là các cái dạng tài liệu mà nhiều trang và nó sẽ có nội dung hai mặt, một tờ giấy nó in cả hai mặt. Trước đây thì chúng ta cũng thắc mắc là tại sao Word thì nó đã là cái dạng tài liệu nó hỗ trợ làm nhiều trang, nhưng mà chúng ta lại cứ phải làm ở trên những cái trang, những cái chương trình mà dàn trang chuyên nghiệp. Ví dụ như là trước đây chúng ta có Corel Ventura này, rồi sau đó là Adobe PageMaker này, rồi Quark Express này, và bây giờ là InDesign. Đấy, thì những cái chương trình mà dàn trang thiết kế nhiều trang như thế này thì nó khác như thế nào với lại cái thằng Word đó? Word thì rõ ràng nó ra rất là lâu, rất là phổ thông, nhưng mà nó là cái dạng tài liệu dạng văn phòng, tức là chúng ta sẽ hình dung là nó chỉ có trình bày là một mặt. Đấy, in ra thì chúng ta có thể yêu cầu máy in in thành hai mặt, nhưng đấy là cái phần chuyển đổi của máy in, nó không thuộc về cái phạm trù thiết kế của chương trình. Đấy. Và thêm nữa thì nó là một cái chương trình dạng văn phòng, cho nên là cái quy cách trình bày của văn phòng nó cũng khác rất nhiều so với những cái ấn phẩm dạng khác. Sách nó có cái tiêu chuẩn của sách, báo nó có tiêu chuẩn của báo, tạp chí nó có tiêu chuẩn của tạp chí. Do đó thì một số các yếu tố mà chúng ta muốn trình bày nó phong phú hơn hoặc là lạ mắt hơn thì Word nó không giải quyết được vấn đề đó. Cho nên là chúng ta sẽ phải làm việc với yêu cầu cao hơn, thì chúng ta phải làm việc ở các chương trình chuyên nghiệp hơn. Thế còn nếu mà xét về lịch sử một chút thì chúng ta cũng cần phải nắm được như thế này. Trước đây cái việc mà in ấn xuất bản là một cái việc hết sức là vất vả, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đấy, tại vì là mọi việc ngày xưa là làm thủ công, tức là người họa sĩ thiết kế trình bày, người ta sẽ lên một cái maquette bố cục bằng giấy, bằng bút, bằng màu. Thế sau đó thì người ta mới phải tính toán xem là với lượng bài như thế này, với lượng con chữ như thế này thì sắp xếp vào đâu ở trong một tờ báo hoặc là trong một quyển tạp chí. Sau đó thì tính toán rồi thì người ta mới đưa cái nội dung đó xuống dưới nhà in. Thợ sắp chữ ở nhà in, người ta sẽ căn cứ vào những cái chỉ dẫn của bài viết của họa sĩ trình bày, và họ sẽ sắp từng cái chữ cái một vào trong bản in. Con chữ đây là con chữ chì. Sắp được một bản in rất mất thời giờ, tất cả đều là chữ đúc bằng chì và ngược chiều mình đang đọc, để in ra thì nó sẽ xuôi. Thì như thế thì một cái thao tác để mà từ lúc có một ý tưởng cho tới sắp được một bản in và in ra được một cái sản phẩm mình có thể cầm trên tay, mất vô cùng nhiều thời gian và sửa chữa hoặc là thay thế tất cả mọi thứ vô cùng vất. Thế thì cho tới cái điều kiện làm việc như thế thì nó sẽ mất rất là nhiều công của rất nhiều người, của rất nhiều công đoạn, cho tới khi máy tính bắt đầu can thiệp vào và bắt đầu xuất hiện những cái chương trình dàn trang thiết kế ở trên máy tính. Thì như vậy là mọi việc nó đã được máy móc hóa đi, và hầu như chúng ta có thể xem được một cái sản phẩm gần như giống thực tế ngay trên màn hình trước khi mà chúng ta đem đi in, chứ không phải là chúng ta nhìn một cái bảng sắp chữ chúng ta cũng không thể hình dung hết được nó như thế nào. Thế thì cái sự cách mạng đó thì nó cũng lập tức là về Việt Nam. Sau khi mà có những cái chương trình đó thì chương trình đầu tiên du nhập vào Việt Nam và được sử dụng rất là rộng rãi là chương trình Corel Ventura. Thì nó đã ngay lập tức nó tấn công vào tất cả các nhà in, rồi thì các nơi mà làm về xuất bản, và gần như chiếm trọn thị phần luôn, tại vì lúc đấy nó gần như là chương trình duy nhất. Nó rất là tiện lợi so với cách làm trước đây.
Tuy nhiên là sau một thời gian thì xuất hiện thêm một chương trình thứ hai của hãng Adobe, nó gọi là chương trình Adobe PageMaker. Thì vì cái sự tiện lợi hơn hẳn của Adobe PageMaker cho nên là chỉ một thời gian ngắn, Corel Ventura bắt đầu là bị dẹp bỏ dần, bị thay thế bởi Adobe PageMaker, và đến một cái thời điểm thì coi như Ventura chết hẳn, chỉ còn lại Adobe PageMaker. Thế nhưng mà sau một thời gian nữa thì lại có một chương trình lại tiếp tục du nhập vào Việt Nam. Thì chương trình này tên là Quark Express. Thì Quark Express thì nó không hơn quá nhiều, nhưng mà nó có vẻ là nó có cái độ chuyên nghiệp cao hơn PageMaker, bởi vì bản thân Quark Express nó chỉ làm một cái việc duy nhất, đó là làm các chương trình về làm trang thôi, trong khi hãng Adobe là một hãng mà nó có cái mục tiêu rất là rộng. Ngoài PageMaker là cái chương trình làm trang, thì lúc đó họ đang có Photoshop là để xử lý ảnh, Illustrator là để thiết kế vector. Ngoài ra thì họ còn có những cái chương trình như là các chương trình làm phim như là After Effects hoặc là Premiere đấy, và họ lúc đó họ cũng mon men vào trong cái lĩnh vực làm web. Họ đang nghiên cứu phát triển Glyph hoặc là Padmin, thì đấy là cái thời điểm nó họ còn đang dàn sức ra rất là nhiều. Do đó thì PageMaker mặc dù nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó thiếu đi một cái sự đầu tư sâu nếu mà so sánh với lại cái đối thủ Quark Express, và PageMaker lại dẫm phải cái vết của Ventura và cũng bị thu hẹp dần thị phần. Nó không chết hẳn, tại vì nó vẫn có những cái điểm rất mạnh của nó, nhưng mà nó bị thu hẹp thị phần lại, có những thời điểm nó chỉ còn độ khoảng 5% thị phần ở Việt Nam này thôi, còn lại là bị Quark chiếm hết. Nó tồn tại chủ yếu là ở các tòa báo, một vài các tòa báo thì người ta vẫn thích dùng PageMaker hơn là Quark Express, bởi cái tính năng của nó hỗ trợ báo là nó mạnh. Thế thì sau một thời gian thì ra các phiên bản và vẫn không cạnh tranh được với Quark Express, thì họ quyết định là dừng, không ra các phiên bản tiếp theo nữa, và cuối cùng là PageMaker dừng lại ở phiên bản 7.0 và không ra thêm bất cứ một phiên bản nào nữa. Thế nhưng mọi chuyện thì không dừng lại ở đấy, cho tới khi mà Adobe thâu tóm và mua được hãng Macromedia và cập nhật tất cả các sản phẩm của Macromedia về thành tên sản phẩm của Adobe, tức là thâu tóm mạng thiết kế web, thì họ lại quay trở lại cái thị phần về xuất bản. Và lúc đó thì họ lại đặt ra một câu hỏi là nên đưa ra một sản phẩm mới tinh hoàn toàn hay là lại tiếp tục phát triển cái thằng PageMaker để nó cạnh tranh với Quark Express. Thì câu trả lời là không phát triển tiếp thằng PageMaker nữa, mà đưa ra một sản phẩm mới. Gọi là một sản phẩm mới hoàn toàn thì không phải, tại vì là nền tảng của PageMaker thực ra nó cũng rất là tốt rồi, nhưng nó thiếu đi một vài tiện ích, hoặc là nó thiếu đi một vài cái thao tác nào đó mà người dùng đánh giá rằng là tiện lợi hơn từ phía Quark Express. Do đó họ quyết định là renew lại cái sản phẩm PageMaker đó dưới một cái tên mới là InDesign. Đấy. Nền tảng gốc thì họ vẫn kế thừa từ cái tư duy và nền tảng của PageMaker, tuy nhiên nó học theo tất cả những cái gì mà người dùng đánh giá rằng Quark Express là tốt hơn. Đấy. Đồng thời nó còn có một cái bước rất là mạnh nữa, đó là nó tích hợp những cái mà tiện ích của Photoshop, của Illustrator vào ngay trong môi trường của InDesign. Đấy, và từ đấy bắt đầu xuất hiện cái phiên bản là InDesign 1.0, và từ từ InDesign lại chiếm lĩnh lại dần thị trường của Quark Express, và nó lại đẩy Quark Express quay trở lại cái thời kỳ mà như là Quark Express đè ép thằng PageMaker. Không chết hẳn,
nhưng mà hầu như là cũng bị chiếm lại hết thị phần. Thế thì cái điểm mạnh của nó thì nền tảng của nó là vững. Thứ hai nữa là những cái gì hay của thằng Quắc là nó học theo, gần như là học theo hết. Và thứ ba, cái điểm quan trọng nhất của nó chính là cái chiến lược của nó là nó tích hợp một số các cái hiệu ứng mà vốn nó nằm ở bên Photoshop hoặc là Illustrator. Thằng Quắc thì làm sao? Thằng Quắc muốn làm những hiệu ứng đó, anh buộc phải vào Photoshop để anh làm, anh buộc phải vào Illustrator để làm, và đấy là một sản phẩm của hãng thứ ba. Nhưng mà thằng InDesign và Photoshop hoặc là Illustrator thì nó là con của một mẹ, cho nên cái việc tích hợp rất là đơn giản. Nó được tích hợp sẵn những cái thế mạnh của các chương trình anh em của nó, và trong những trường hợp mà không có cái gì đó mà phức tạp quá thì hoàn toàn những cái thứ mà Pop Express vẫn phải gọi chương trình khác làm thì InDesign nó làm ngay ở trong chương trình đó. Đấy là lý do tại sao mà nó đang được coi là cái chương trình mà mạnh nhất ở trong cái trong số những cái chương trình mà dàn tra. Đấy, trước khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta nên hiểu một chút về cái lịch sử của nó và lý do tại sao chúng ta nên học cái này chứ không phải cái khác. Thế còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm quen với lại giao diện của chương trình InDesign. Thì đây là chương trình InDesign và phiên bản của nó đang là phiên bản CC 2015. Thế thì nếu như mà đã từng làm việc với một cái chương trình họ Adobe nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái giao diện về cơ bản thì nó cũng gần gần giống nhau. Đấy, chúng ta sẽ có lợi thế nếu như chúng ta đã làm quen với lại chương trình Photoshop hoặc là Illustrator rồi. Rồi thì chúng ta làm việc với InDesign thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian khi mà làm quen với chương trình này. Về mặt giao diện cũng như về mặt công cụ, đấy, nó có rất là nhiều điểm giống nhau, kế thừa của nhau. Thế thì đầu tiên thì phía trên này là thanh menu, nơi mà chúng ta sẽ gọi các cái lệnh để mà chúng ta làm việc ở trong nền tảng InDesign. Chúng ta cũng có một vài cái chế độ khác nhau. Đấy, thì chúng ta có thể là chọn một cái chế độ nào đó để hiển thị tùy vào công việc chúng ta làm. Nhưng mà người mới học thì tốt nhất nên để ở chế độ Essential, như là chúng ta đang nhìn trên màn hình như thế này. Thì nó là một cái chế độ mang tính trung gian và giới thiệu một cách tổng quát và đầy đủ nhất về các cái tính năng của InDesign. Thanh tiếp theo phía dưới này thì cũng giống như tất cả các cái chương trình họ Adobe khác, gọi là thanh Option. Thanh này là một thanh tùy biến rất là mạnh. Nó sẽ có giao diện biến đổi tùy theo là chúng ta đang chọn công cụ nào và chúng ta đang chọn cái gì ở trong cửa sổ làm việc, thì nó sẽ có cái giao diện thay đổi cho phù hợp với lại cái công cụ hoặc là cái đối tượng mà chúng ta chọn đó, và nó đưa ra những cái lệnh tắt hoặc là những cái gợi ý để cho chúng ta có thể làm được khi mà chúng ta làm việc với công cụ đó. Còn nếu như chưa có một trang giấy hay chưa có một tài liệu mở thì về cơ bản nó giúp chúng ta thiết lập một số các cái tham số về môi trường làm việc hoặc là điều chỉnh về tài liệu. Phía bên trái thì là hộp công cụ, nơi chứa các công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình làm việc. Hộp công cụ này thì nó có trình bày theo dạng hai cột như thế này hoặc một cột. Mình có thể bấm vào mũi tên ở góc bên trái để đẩy nó thành dạng một cột, hoặc là bấm vào mũi tên này để kéo nó thành hai cột. Một cột thì nó sẽ chiếm ít không gian màn hình hơn. Tuy nhiên là nó sẽ tương đối sâu, và chúng ta muốn chọn cái công cụ nào, nếu mà không quen phím tắt là chúng ta phải đưa chuột tương đối sâu xuống dưới chúng ta mới chọn được. Thế còn hai cột như thế này nó chiếm nhiều diện tích hơn, nhưng mà cái thao tác mà chọn lựa công cụ của chúng ta sẽ nhanh hơn do nó nằm tập trung ở phía trên. Phía bên tay phải là hệ thống Docker, nơi chứa tất cả những cái hệ thống panel. Khi mà chúng ta làm việc đến tinh chỉnh đến mức độ sâu thì thường là chúng ta sẽ phải gọi các panel này ra, tùy vào công cụ, tùy từng lệnh mà chúng ta sẽ mở panel hợp với lại cái việc mà chúng ta đang làm. Không dùng, chúng ta có thể bấm mũi tên để cho nó đóng gọn vào thành một dải như thế này. Thì đây là cái giao diện cơ bản. Thế còn để bắt đầu thì chúng ta cần phải tạo ra một cái trang hay là một cái tài liệu để làm việc. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ vào menu File và chọn New. Ở trong này thì chúng ta có mấy cái tùy chọn là Document, Book
hoặc là library. Thế thì tùy vào cái yêu cầu mà chúng ta sẽ chọn một cái cho nó phù hợp. Chúng ta mới bắt đầu cho nên là tốt nhất là chúng ta sẽ làm việc với document là sử dụng cái lệnh đầu tiên thôi. Lúc này thì nó mở ra một hộp thoại để giúp chúng ta có thể thiết lập được các cái tham số của cái ấn phẩm mà chúng ta muốn làm. Thế thì trong cái phần document preset này thì chúng ta sẽ có default này, mặc định nếu nếu đầu tiên lần đầu tiên chúng ta mở ra thì nó sẽ để cho chúng ta ở default đấy, và chúng ta sẽ thiết lập thêm một số các tham số khác, ví dụ như phần intent thì nó mặc định nó để cho chúng ta ở chế độ là print đấy. Bởi vì mục tiêu chính của cái chương trình này là để dàn dựng các tài liệu, sau đó thì chúng ta đem đi in ở trong cái máy công nghiệp in offset. Thế còn nếu chúng ta sổ ra thì chúng ta cũng thấy thêm hai tùy chọn nữa là web và digital publishing. Thì nó có thể là tạo ra các tài liệu xuất bản trên web đấy, hoặc là cái sách điện tử vân vân. Thì chúng ta có thể chọn cái tài liệu này nếu như chúng ta có nhu cầu. Tuy nhiên print vẫn là cái được ưu tiên đấy, bởi vì nhiệm vụ chính của nó là tạo ra các ấn phẩm mà chúng ta sẽ cầm được trên tay chứ không phải là xem trên màn hình đấy. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái trường là trường number page. Thì mặc định chương trình thì nó để là một, tại vì là nó cũng không biết là cái tài liệu của chúng ta sẽ yêu cầu là bao nhiêu trang đấy, cho nên là nó để ở con số tối thiểu. Start page thì cái này là liên quan tới việc đánh dấu cái số trang. Mặc định thì nó cũng sẽ để cho chúng ta ở chế độ là đánh dấu bắt đầu từ trang 1. Tuy nhiên là nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể là thiết lập lại tham số này, bắt đầu đánh dấu từ trang số mấy đấy, thì tùy vào yêu cầu của chúng ta sẽ thiết lập lại sau. Phần này thì chúng ta sẽ nói sau một chút, tại vì chúng ta chưa biết cách đặt cái số trang, cho nên là chúng ta sẽ đề cập sau một chút. Thế còn có hai cái tùy chọn này, facing page và primary test frame. Thì cái quan trọng nhất để phân biệt giữa InDesign và các cái chương trình khác như là Word đấy chính là cái này, facing page, chính là nó sẽ đánh dấu vào và nó sẽ cho phép chúng ta làm việc theo hai mặt của một tờ giấy, mặt trước mặt sau đều có. Word thì nó chỉ một mặt thôi, tất nhiên nếu chúng ta không đánh dấu thì nó sẽ hoạt động như kiểu Word, có nghĩa là nó làm tờ giấy rời và giải quyết một mặt thôi. Thì cái mà chúng ta sẽ phải làm đó là đánh dấu facing page này để đảm bảo rằng là tài liệu được in được dàn trên hai mặt của cái ấn phẩm. Thế còn phần primary text frame này sẽ là các cái hộp chữ tự động được phát sinh ra khi mà chúng ta tạo ra trang giấy. Tuy nhiên cái phần này thì tôi cũng nói luôn là trừ khi mà bạn làm sách đấy, còn nếu không thì đừng đánh dấu cái này, tại vì là nếu mà làm báo hoặc tạp chí thì đặc trưng của nó rất là khác. Ví dụ mình phải hiểu được cái hiểu nhanh được cái sự khác biệt giữa báo, tạp chí và sách là cái gì. Sách thì đặc điểm của nó cũng là nhiều trang. Tạm thời không nói tới cái việc khác biệt về mặt khuôn khổ nhé, hay là số trang, thì sách nó có một cái đặc tính là thông suốt từ đầu đến cuối. Đó. Nội dung gì tôi không cần biết, nhưng mà về mặt nguyên tắc nó là thông suốt từ đầu đến cuối. Nhưng mà tạp chí hay báo thì phải thế không? Không phải. Tạp chí và báo luôn luôn có những cái bài bị cắt ra. Nhất là báo. Báo thì trang 1 này nó có rất nhiều bài, nhưng mỗi bài nó chỉ có một màu, rồi sau đó thì xem tiếp ở trang mấy, xem tiếp ở trang mấy. Thế và họ cắt cái phần nội dung tiếp theo, họ đặt vào một cái trang nào đó ở phía sau. Tạp chí thì khá hơn, nhưng mà cũng vẫn có những cái chuyện là một bài nào đó không đủ ở một trang hoặc hai trang hoặc ba trang, mà đôi khi họ vẫn phải cắt cái phần thừa nó sang một trang khác. Đấy, cho nên là cái việc mà sắp xếp như thế thì nó không phải là cái mạch xuyên suốt, đôi khi là nó bị cắt. Còn báo thì thường xuyên là bị cắt. Do đó thì chúng ta không để cái primary test frame này được, tại vì là cái primary test frame này nó phục vụ cho cái cách là đổ một cái nội dung thông suốt từ đầu đến cuối. Đấy, chứ nó không phục vụ cắt. Nếu mà chúng ta đổ như thế thì đến lúc mà chúng ta kiểm soát cái đoạn nào cắt đi, cái đoạn nào dán sang chỗ nào rất khó và rất dễ là nhầm lẫn hay là bỏ sót một nội dung. Do đó thì tuyệt đối là không dùng cái này nếu như chúng ta không làm sách. Ok, được rồi. Sách thì chúng ta sẽ đánh dấu. Đơn giản thế thôi.
Thế tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái ô khai báo là kích thước của cái tài liệu mà chúng ta đang thiết lập này. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái ấn phẩm mà chúng ta làm là cái gì. Báo thì chúng ta sẽ điền khổ báo vào đây, đúng không? Tạp chí thì chúng ta sẽ điền khổ tạp chí, sách thì chúng ta sẽ điền khổ sách. Các bạn có thể là tạo ra một cái danh sách riêng hoặc là sử dụng cái danh sách các khổ chuẩn của InDesign nó cung cấp sẵn như thế này. Và sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì chúng ta cũng xác định luôn về cái chiều. Thì ở đây có hai chiều thôi, chiều khổ đứng, chữ nhật đứng và chữ nhật nằm. Mặc định thì chúng ta sẽ thấy là nó để sẵn cho chúng ta ở khổ chữ nhật đứng, tại vì hầu hết là chúng ta đều thấy các cái ấn phẩm nó đều là khổ này là chính. Các trường hợp rất là đặc biệt thì chúng ta mới thấy một cái sách với khổ nằm. Đấy. Thế còn trường tiếp theo. Trường tiếp theo thì ở phần column này thì number hiện tại đang là 1. Cái gutter này đang là 4,233. Thế thì column này là cái gì? Nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là làm trình bày, thì trình bày một cột hay là nhiều cột, đúng không? Bạn thấy là sách này của chúng ta thì một cột, đúng không? Ở giữa này nó chỉ có một cột thôi. Thế nhưng mà tạp chí hoặc là báo thì bạn dở ra bạn sẽ thấy là nó có nhiều cột hơn. Có bài thì họ trình bày một cột, có bài hai cột, có bài ba cột, bốn cột, năm cột. Có trường hợp còn nhiều hơn nữa nếu là báo, thì vì khổ nó lớn hơn. Thế thì cái số number này chính là để thiết lập là cái cách trình bày của chúng ta là bao nhiêu cột. Và nếu đã có cái cột thì sẽ liên quan tới cái gutter này, tức là cái khe giữa các cột này rộng bao nhiêu. Mỗi cột chữ thì nó không thể sát vào nhau được, bởi vì sát vào nhau thì nó không phân biệt được cột nó với cột kia, mà nó cần phải có một khoảng cách giữa các cột. Thì cái khoảng cách giữa các cột này rộng hẹp bao nhiêu là do cái tham số mà chúng ta điền vào trong cái phần gutter này. Thế còn margin, margin này thì nó là cái gì? Margin này nó có hai cách gọi, một cách gọi là chừa lề, một cách gọi khác nó gọi là bát chữ. Chừa lề thì đây, bạn mở một quyển tạp chí hay bất cứ một quyển sách nào thì bạn cũng sẽ thấy là không bao giờ nó nội dung nó tràn hết cả trang, đúng không? Phía trên nó trống một ít, phía phải trống một ít, phía trái trống một ít, phía dưới trống một ít. Thì cái khái niệm như thế thì nó gọi là chừa lề. Còn một cách gọi khác người ta gọi là bát chữ thì chính là cái nội dung chữ ở bên trong này. Nó luôn luôn nó nằm ở trong một khoảng cố định, không chạy ra, không chạy vào. Và gọi là cái chỗ đựng chữ hay là người ta gọi là bát chữ. Thì khái niệm này gọi là cách nào cũng đúng, gọi là chừa lề cũng được mà gọi là bát chữ cũng được. Chừa lề là khoảng ngoài, bát chữ là cái đựng chữ ở trong. Thì đây chính là cái khoảng cách mà chúng ta sẽ thiết lập là chữ nghĩa nó nằm ở đâu, cách lề bao nhiêu. Cái mặc định chương trình thì do chúng ta cũng chưa biết được là cái ý tưởng trình bày nó là như thế nào, do đó thì nó đang đặt ở cái mức độ mặc định là 12,7 mm cho mỗi chiều. Và ở đây chúng ta còn có 4 chiều, nó ghi rất rõ ràng là đây là top này, bottom này, inside và outside đấy. Và chúng ta có một cái biểu tượng cái khóa nằm ở giữa 4 chiều này. Mặc định ban đầu thì cái khóa này khóa lại, có nghĩa là tôi chỉ điều chỉnh giá trị ở một trường bất kỳ, hoặc là trên hoặc dưới hoặc phải hoặc trái, hay là trong hoặc ngoài, thì nó sẽ tác động giống thế tới các chiều còn lại. Tuy nhiên là trong thực tế thì không phải như vậy. Đó, trong thực tế thì chúng ta có những cái cách chừa lề khác nhau trong các quyển sách hay là các tạp chí hay là các tờ báo khác nhau. Đấy, và mỗi người thì lại có một cái gu trình bày nó cũng khác nhau nữa. Cho nên là cái cách thiết lập cái khoảng trống, cách thiết lập cái lề này nó sẽ khác biệt. Và thường thì người ta sẽ bấm vào đây, người ta tháo bỏ cái khóa và người ta thiết lập mỗi chiều này khác nhau bằng một con số khác nhau, tùy vào cái ý tưởng, tùy vào yêu cầu của các cái người thiết kế hoặc là các cái nhà xuất bản khác nhau, thì người ta sẽ đòi hỏi cái thiết lập này phù hợp với lại yêu cầu của họ. Sau khi mà chúng ta thiết lập những cái thông số cơ bản như thế này xong và chúng ta nhấp OK thì chúng ta sẽ thấy được cái tài liệu đầu tiên, cái trang tài liệu đầu tiên. Thì đây là hình trang tài liệu mà chúng ta vừa mới thiết lập. Đấy. Và chừa lề đây. Đây, cái này gọi là chừa lề, còn ở trong cái phần hình chữ nhật bên trong này chúng ta gọi là bát chữ, nơi đựng chữ.
Thế thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu tạo ra được một tài liệu hoạt động ở trong nền tảng InDesign và nó mới có một trang duy nhất thôi. Thế mục tiêu của chúng ta thì là sử dụng cái chương trình InDesign này để tạo ra những cái tài liệu nhiều trang. Do đó, cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải xử lý thì những khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải làm chủ, đấy chính là làm chủ về thao tác về trang đã. Chưa nói đến cái chuyện là đưa cái gì vào trong để trình bày, mà chúng ta phải làm chủ được về số trang. Thế thì số trang thì nó là như thế nào? Chúng ta cần quan tâm tới menu layout. Và cái phần đầu tiên là phần page. Thứ hai là chúng ta cần phải làm việc với thông suốt với lại cái panel page này. Đấy, đấy là hai thứ mà chúng ta sẽ phải làm việc thường xuyên. Đầu tiên là thiết lập số lượng trang đã. Bất kể là báo hay tạp chí hay sách thì chúng ta cũng cần phải biết được là cái số lượng trang là bao nhiêu. Nếu như mà chúng ta làm việc với lại báo hoặc tạp chí thì việc đó tương đối đơn giản, tại vì là khi mà xin ra một cái báo hay tạp chí là người ta đã phải xác định luôn là cái báo đó hay tạp chí đó là bao nhiêu trang rồi, cho nên chúng ta có thể thiết lập ngay từ đầu là số lượng trang cho cái ấn phẩm này. Tuy nhiên sách thì tùy thuộc vào nội dung sách ngắn dài ra làm sao, đôi khi còn do dàn xong xong rồi là còn biên tập biên tiếp, có thể là người ta sẽ thêm nội dung vào hay cắt bớt nội dung đi, thì lúc đấy cái số trang của chúng ta nó sẽ có cái sự xê dịch. Đấy, cho nên là chúng ta cần đến đâu thì chúng ta sẽ tràn thêm vào trong cái quá trình làm. Thế thì thao tác chúng ta sẽ làm như sau. Ở trong menu layout thì chúng ta sẽ làm việc thường xuyên với lại cái lệnh page này. Nó cung cấp cho chúng ta một số các tùy chọn như thế này. Đầu tiên là add page, hay là phím tắt của nó là Ctrl Shift P. Thì khi chúng ta nhấn lệnh này thì nó sẽ thêm một trang duy nhất vào sau cái trang mà chúng ta đang làm việc. Chúng ta đang làm việc ở trang số 1 này thì đương nhiên là chúng ta ấn lệnh này nó sẽ tạo ra chúng ta cái trang số 2. Đấy. Và thao tác này chỉ có thêm một trang một lần thôi. Bạn có thể sử dụng lệnh layout page and page này, hoặc bạn có thể làm bằng một phương pháp khác là bạn bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng ở dưới đáy của hộp page này. Và tất nhiên nó cũng hoạt động theo nguyên tắc là add cái trang mới vào sau cái trang mà chúng ta đang làm việc. Chúng ta đang ở cái trang số 2, bấm vào đây thì nó sẽ thêm cho chúng ta trang số 3. Và nếu mà quan sát ở trên cái cửa sổ hay là cái panel page này thì bạn sẽ thấy là bắt đầu xuất hiện cái trạng thái là trang đôi. Đó. Ví dụ trang 1 chính là cái trang bìa này chẳng hạn. Đó. Trang 2 là mặt sau của cái bìa. Trang 3 là cái trang mềm đầu tiên, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ có khái niệm là trang đơn, trang đôi. Trang đơn thì chính là cái trang đầu tiên và trang cuối cùng đấy, còn lại các trang khác nó đều là trang đôi và trang mở rộng ra. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có lệnh là insert. Lệnh insert cũng là đưa thêm trang vào, nhưng mà nó cho phép chúng ta là chèn số lượng trang lớn hơn một. Đây. Nhấn lệnh insert page, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hộp thoại như thế này có tên là insert page. Cái phần page đầu tiên này thì nó sẽ đặt mặc định là một, còn nếu chúng ta muốn thêm bao nhiêu thì chúng ta sẽ bôi đen và chúng ta gõ con số cụ thể vào 5 trang, 10 trang thì chúng ta gõ vào đây, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi thêm 10 trang thì tôi gõ số 10 vào đây. Ở đây chúng ta có thêm một số các cái tùy chọn nữa, đó là insert thì nó có mấy lựa chọn: after page, before page, at start of document và at end document. Thì nó sẽ cho chúng ta là chèn cái trang này vào sau cái trang hiện hành, hay là vào trước cái trang hiện hành, hoặc là vào đầu của tài liệu hoặc vào cuối tài liệu. Và tất nhiên số lượng nó sẽ là gì đấy, số lượng trang do chúng ta gõ vào. Thế còn nó cũng tự động biết được là chúng ta đang ở trang số mấy. Đó, tôi đang ở trang số 3
và nó sẽ hỏi tôi là chèn vào trước hay sau cái trang số 3 này, hoặc là về đầu quyển hay về cuối quyển. Thế còn phân biệt như thế nào là cái trang mà hiện hành, thì các bạn sẽ thấy là nó có một vài cái điểm khác nhau như thế này. Đó là khi mà chúng ta đang ở cái trang nào thì cái số liên quan tới trang đó nó được làm đậm lên như thế này. Đây, bạn nhìn ở trong cái cửa sổ page này, cái số 1 này là không phải trang chúng ta đang làm, cho nên là số của nó số mạnh đó. Nhưng ở đây là trang 23 này là được bold lên, đậm lên như thế này. Và nếu chúng ta đang ở trang 3 thì cái trang 3 này nó được tô một cái màu nhẹ nhẹ, nó khác với cái trang trắng. Trang trắng là trang không được chọn. Thế bây giờ tôi giải thích thêm một khái niệm nữa là cái master. Master này thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, một là năm và hai là A master. Mặc định thì trang nào nếu đã dùng đến master thì luôn luôn có một cái A master, chính là cái thiết lập chuẩn cho cái trang trang mẫu. Mà trang mẫu đấy thì nó xuất hiện ở đâu? Chính là cái hộp thoại lúc đầu tiên mà chúng ta làm. Tất cả các tham số là bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng, chừa lẻ bao nhiêu, thì đấy chính là cái thiết lập trang mẫu. Thế còn năm thì nó sẽ không có những cái thiết lập như thế này. Bây giờ tôi nhấp OK. Và bạn nhìn ở trong cái phần page này thì bạn thấy xuất hiện rất nhiều trang. Đó, vừa nãy là tôi đang có 3 trang. Tức là lệnh của tôi vừa rồi là chèn thêm 10 trang, do đó bây giờ số lượng trang của chúng ta đang là 13. Thế như vậy là chúng ta đã biết cách là chèn thêm trang vào, chèn một trang, chèn nhiều trang. Đó. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một khái niệm là move page. Move page tức là tôi sẽ dịch một cái bài hay là dịch một số trang nào đó từ cái vị trí nào sang vị trí kia. Ví dụ như là một cái sách của bạn chẳng hạn sẽ chứa nhiều bài viết, theo thứ tự bạn dàn thì có thể là bạn dàn bài viết của ông A xong bạn làm đến ông B xong bài viết của ông C, ví dụ như thế. Thì nó sẽ có nhiều bài, mỗi bài như thế nó sẽ nằm ở một số lượng trang nhất định nào đó. Thế bây giờ sau khi biên tập, người ta lại bảo à ông A này chức lại nhỏ hơn ông C kia, vậy thì bây giờ phải cho cái ông C này đưa lên đầu quyển chẳng hạn. Đấy, đưa lên nằm lên trước, thì lúc đấy tức là bạn sẽ chọn một số trang nào đó chứa cái bài của ông mà quan trọng hơn được vứt lên trước, ông ít quan trọng hơn. Đấy. Thế thì thao tác đấy thì nó làm như thế nào? Bây giờ chúng ta quan sát thử một chút, tôi vẽ thử một hình gì vào đó để tôi có thể hình dung dễ hơn. Ví dụ bây giờ trang 4 trang 5 này, trang này tôi sẽ vẽ ra một cái hình, tôi tô thử cho nó một tí màu. Ví dụ tôi có một cái ô màu đỏ ở đây, tôi có một ô màu xanh ở đây. Đây là trang 4 và trang 5. Đó, trang 4, trang 5. Thế bây giờ một cái bài viết khác nó nằm ở trang 10, trang 11 chẳng hạn. Thế bây giờ tôi lại có một hình tròn. Ví dụ này là một hình elip. Nó nằm ở trang gì đấy ạ? Trang 10 và trang 11. Bây giờ tôi muốn dịch cái trang 10 và trang 11 này chạy lên nằm phía trước trang 4, trang 5. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ làm theo thao tác là layout page. Chúng ta chọn move page. Thế thì chúng ta đang ở trang nào thì nó cũng sẽ nắm được cái trang mà chúng ta đang đang làm đây. Thì chúng ta có thể chọn một trang hoặc là nhiều trang. Nếu mà chọn nhiều trang thì chúng ta sẽ gõ như thế này. Số trang đầu tiên đó, gạch ngang số trang cuối cùng mà chúng ta muốn muốn dịch. Đây, 10 đến 11 đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ yêu cầu nó là chuyển tới trước hay tới sau một trang nào đó. Bây giờ tôi muốn nó chuyển lên trước trang 4 chẳng hạn. Đó, sau khi chúng ta chỉ định thì nó còn có thêm một cái tùy chọn nữa. Nếu như mà có một tài liệu đang mở thôi thì nó sẽ hiểu rằng là chuyển ở trong cái tài liệu nội tại này thôi. Nhưng nếu có các tài liệu khác mà đang mở thì cũng có thể hiểu rằng là nó muốn chuyển từ vị trí của quyển này sang quyển kia. Nhưng trường hợp này chúng ta đang mở một thôi, cho nên là chắc chắn là nó làm ở trong một trang, à, trong một quyển thôi. Bây giờ nhấp OK này và chúng ta sẽ thấy là gì đây ạ?
những cái trang mà chứa vòng tròn của chúng ta thì đã chặn lên nằm trước cái trang gì ạ, chứa hình chữ nhật. Đó, như thế là chúng ta dịch chuyển nội dung. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái lệnh là lệnh duplicate. Lệnh duplicate này thì là lệnh nhân bản một số trang nào đó. Ví dụ như là tôi chọn trang 6 và trang 7 này. Đó. Trước nó là 4 5, nhưng vì là cái thằng tròn này nó chạy lên trước, nó tranh chỗ rồi, cho nên là nó chiếm luôn số của cái trang đó và nó đẩy lùi hai cái trang mà chứa hình chữ nhật này lùi về trang sau và nhận số trang là trang 6 trang 7. Bây giờ nếu mà tôi chọn hai cái trang này hoặc là một trang thì tùy nhá. Và tôi chọn lệnh layout page duplicate. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có những cái khái niệm khác nhau nhé. Ví dụ như là nếu mà tôi chỉ chọn một trang thôi nhá, tôi chọn một trang thôi thì lệnh của nó sẽ là duplicate page một trang. Đấy. Còn nếu mà tôi chọn một cặp trang hoặc là tôi chọn một số lượng trang nào đó thì nó sẽ đổi thành ra là duplicate spread. Đấy, thì vị trí thì vẫn thế, nhưng mà nếu mà chúng ta chọn một trang thì nó gọi là page, nhiều trang thì nó gọi là spread. Và nếu như tôi ấn lệnh này thì sao, nó sẽ nhân bản cái nội dung mà số trang mà tôi chọn. Nhưng nhân bản ra đâu? Nó sẽ nhân bản về cuối quyển. Tôi không có biết là trang này hiện tại có bao nhiêu quyển. Nó có thể là 10 trang, nó cũng có thể là 100 trang. Nhưng mà bất kể cái bài mà chúng ta chọn ở đâu, số trang nào chúng ta chọn ở đâu, thì bao giờ nó cũng được nhân bản giống hệt như thế và nó đưa về cuối quyển. Đấy. Còn trang gốc có bị mất đi không? Không mất. Trang gốc vẫn nằm ở vị trí gốc đây. Chỉ có điều là nó phân bổ cái trang nhân bản nằm ở cuối. Thế còn cái cuối cùng là ở trong nhóm này là delete page, thì là để xóa trang thôi. Thì xóa trang thì chúng ta cũng phải xác nhận là chúng ta xóa trang từ trang nào đến trang nào, một trang hay là một cặp hoặc là nhiều trang. Đó. Thế thực hiện cái lệnh này thì chúng ta chọn delete page thì nó sẽ nhận biết là cái trang mà chúng ta đang chọn lựa là trang nào, nhấp ok là xóa luôn. Đấy. Nhưng nếu mà chúng ta muốn nhiều trang thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn như thế này. Chúng ta phải gõ từ trang 10 đến trang mấy. Tôi lấy ví dụ từ trang 10 đến trang 15 chẳng hạn. Rồi tôi gõ 10 này. Đấy. Đặt ngang 15. Xong nhấp ok thì nó sẽ xóa từ trang 10 đến trang 15. Ở đây thì mình cũng còn có thêm một cái lựa chọn nữa như sau. Sau khi mà mình nhấn lệnh thì nó còn tùy thuộc vào cái trang này có chứa cái gì hay không. Nếu có chứa nội dung, bất kể nội dung là cái gì, thì nó cũng sẽ có một cái bảng nhắc như thế này. Đấy, nếu mà chúng ta nhấp lệnh xác nhận lệnh xóa như thế này thì không những cái trang nó bị mất đi mà cái nội dung mà đang được chứa trên trang đó cũng mất theo đấy. Có xác nhận là xóa hay không. Đấy, và chúng ta nhấp ok để xác nhận xóa trang, còn cancel nếu như chúng ta cần xem lại. À, vẫn có một cái checkbox để cho chúng ta có thể là không cho cái hộp thoại này bật lên để nhắc nhở nữa. Xóa thì xóa luôn đi, nhắc nhở nhiều đúng không? Nhưng mà thực ra đặc biệt là việc ở trong cái tài liệu nhiều trang thì hãy để cái này để còn nhắc nhở mình, tại vì là những cái lỗi phát sinh ở trong những cái tài liệu nhiều trang nhiều nhiều vô cùng. Chúng ta mà cứ căng đầu ra chúng ta kiểm soát hết thì không hết được đâu, cho nên những cái lời nhắc nhở này là cái cần thiết để cho chúng ta có thể là xem xét lại vấn đề trước khi quyết định. Bởi vì nếu không ấy, mà làm việc mà mải đi một tí tẹo là chúng ta có thể là chúng ta xóa mất những cái trang mà chúng ta không biết. Do đó thì đừng bao giờ tắt cái hộp thoại don't show again này. Đấy. Và nếu chấp nhận ok thì đấy, nó xóa và bây giờ chúng ta chỉ còn lại từ trang 8 đến trang 9 mà thôi. Đấy. Thế còn một dạng xóa nữa là như thế nào? Một dạng xóa nữa là như thế này: layout page và delete page. Bây giờ chúng ta có thêm một cái tùy chọn nữa là tôi có thể chọn một con số và tôi xóa từ con số này về phía trước hoặc là tôi xóa từ con số này về phía sau. Đấy. Ví dụ như là tôi xóa từ trang đây, tôi gõ vào đây là trang 3 đi. Đấy. Đáng nhẽ ra thì mình ghi là từ 1 đến 3, ví dụ thế.
là để mình xóa từ trang 1 đến trang 3. Nhưng mà thực ra thì có một cách khác là chúng ta chỉ việc làm gì đây, dấu nối đặt trước số 3 thì phía trước cái trang đó có bao nhiêu trang nó tự động xóa. Đây ví dụ xóa thì chúng ta sẽ thấy là những cái trang mà có chứa cái hình này bắt đầu là được chạy lên thành số 1. Hoặc là nếu như tôi xóa từ số 4 này về sau đó thì tôi sẽ layout page, delete page. Ví dụ tôi gõ vào đây là từ trang 5 đi, từ trang 5 về phía sau thì tôi chỉ cần gạch ngang cái phía sau nó có 100 trang hay một trang nó cũng xóa từ đấy cho đến hết đó. Nhưng mà ok, và đây bây giờ mỗi trang của chúng ta đều có hình, còn tất cả những trang không có hình là bị xóa hết. Như vậy là chúng ta bắt đầu nắm được những cái thao tác đầu tiên là quản lý, tạo thêm một trang, nhiều trang đó, di chuyển trang, nhân bản trang và xóa trang ở trong Zika. Ok, như vậy là chúng ta đã làm quen với lại cái khái niệm đầu tiên về thêm bớt và quản lý trang. Thế còn một số các cái lệnh phía dưới này, đấy, print page thì cái này là để nối máy in để in ra cái trang mà chúng ta đang làm để mà duyệt bông. Đấy thì cái này thì chúng ta chưa nói tới vội, tại vì là chúng ta còn chưa có nội dung. Đó. Tiếp nữa là chúng ta có cái apply master to page thì xíu nữa thì chúng ta cũng sẽ nói kỹ hơn về cái việc gọi là làm thế nào để chúng ta làm ra các cái master khác nhau đã. Thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp về cái phần để áp dụng cái master nào vào số lượng trang nào. Thế thì bây giờ chúng ta làm quen thêm một chút cái khái niệm nữa, đó là cái machine and column. Đấy là lệnh tiếp theo của cái phần page này. Thì phần lệnh machine and column là để giúp chúng ta can thiệp và sửa đổi những cái khoảng chừa lề hoặc là số lượng cột hoặc là khoảng cách giữa các cột nếu có. Đó. Đây là đang thao tác và chúng ta đang làm đây là để sửa lại cái mặc định đây. Mặc định là lúc đầu thì tiền chúng ta vẫn chấp nhận cái tham số của họ. Đó. Bây giờ nếu như mà tôi muốn làm khác đi thì tôi sẽ gõ riêng, đúng không? Ví dụ top tôi để cho 35 mm chẳng hạn, bottom tôi để 25 mm chẳng hạn, inside tôi để 15, outside tôi để 20 chẳng hạn. Thế đây là tôi thiết lập lại. Thế còn nếu như mà chúng ta bảo làm sách, ok, sách thì chỉ cần một cột là đủ, đúng không? Tôi sẽ không cần phải thiết lập thêm cái gutter làm gì nữa và tôi không can thiệp vào số này nữa. Sau đó thì chúng ta nhấp ok thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được một cái sự thay đổi ở đây. Đây, bạn quan sát nếu như tôi bật từng trang, trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, rõ ràng là trang 4 có cái sự co duỗi chừa lề và bát chữ nó đã được thay đổi khác đi. Lệnh này thì nó sẽ chỉ áp dụng cho gì đây ạ? Áp dụng cho cái trang hiện hành mà chúng ta đang làm việc thôi. Thế còn bây giờ nếu mà tôi muốn là thay đổi những cái này cho toàn bộ các quyển thì làm ở đâu? Thì lúc này chúng ta không làm ở trang con này nữa mà chúng ta sẽ làm ở trang master. Đây. Để ý lên phía trên này. Phần A master đây. Chúng ta muốn truy cập vào master thì chúng ta phải bấm đúp vào đây để xác nhận là chúng ta làm việc với master chứ không phải với trang con. Đấy. Thế bây giờ chúng ta bấm vào đây rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì? Muốn đổi một bên hay muốn đổi cả hai bên? Đó. Nếu mà muốn đổi một bên thì chúng ta bấm vào cái bên mà chúng ta cần. Còn nếu muốn đổi hai bên thì chúng ta giữ shift, chúng ta bấm chọn vào trang bên kia nữa thì là chúng ta chọn cả hai trang phải trang trái của cả cái master. Và lúc này thì lệnh vẫn thế thôi, vẫn là vào layout và margin and volume, nhưng lúc này là chuyển cho trang trang mẫu trang master. Bây giờ tôi thiết lập lại giống như vừa nãy này, ví dụ 35 này, 25 này, 15 này, 20 này. Ok, vậy tôi làm xong nhấp ok thì bạn sẽ thấy là hai cái trang mẫu này nó đều xử lý giống nhau.
Và bây giờ tôi quay trở lại các trang con thì tôi sẽ nhận được kết quả như thế nào. Đây, trang 1 này, trang 2 này, trang 3 này, trang 4 đều giống nhau như thế, có nghĩa là nó đều hiệu chỉnh theo một cái chừa lẻ mới, theo một cái bát chữ mới. Và như vậy là chúng ta muốn chỉnh cái gì mà mang tính chất xuyên suốt đấy thì chúng ta sẽ làm ở trang mẫu, trang master chứ không phải ở trang con. Tại vì trang con thì nó có tính chất là địa phương thôi, tức là tôi điều chỉnh nhỏ trong cái trang đấy thôi. Còn cái trang master là cái trang trang chính, nói tóm lại là lệnh đấy là lệnh đưa từ trung ương xuống mà tất cả các địa phương đều phải chấp hành theo cả đấy. Thì mình sẽ điều chỉnh nó ở trang master. Thế ngoài cái việc mà chúng ta điều chỉnh về bát chữ thì master này còn giúp chúng ta làm cái gì nữa? Master có mấy cái vấn đề, một là chừa lề đó hay là điều chỉnh bát chữ, thứ hai là nó sẽ đặt xuyên suốt những cái gì mà xuất hiện ở các trang con. Ví dụ một quyển sách thì bạn sẽ thấy cái gì sẽ có sự xuất hiện liên tục nào, tên sách là một này đúng không, tên quyển sách này, tên tác giả này đúng không, đôi khi là tên nhà xuất bản này, nếu như mà kỹ hơn nữa thì có thể là một quyển sách có nhiều tác giả thì mỗi một cái tác giả thì sẽ có kèm thêm là cái gì đấy nhỉ, tên tác giả đấy cộng với tên sách, tên 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 cái bài của họ đó. Nếu như một quyển sách nhiều chương có thể là chúng ta sẽ có tên chương đấy, ví dụ như thế, hoặc là sẽ có logo hoặc một cái hình trang trí nào đó được lặp đi lặp lại đấy. Những cái gì mà cứ lặp đi lặp lại ở nhiều trang giống nhau thì cái đó chúng ta sẽ đặt nó vào trong trang trục thay vì việc đặt ở từng trang con. Tại vì nếu mà đặt ở từng trang con thì mỗi một lần mà chúng ta muốn thêm một cái vào trang khác là chúng ta lại phải làm thủ công lại chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đặt ở trang chủ thì chỉ cần đặt một lần ở trang chủ lập tức nó sẽ xuyên suốt tất cả các trang khác. Đây ví dụ tôi làm ở trang chủ này, thì tôi bấm vào trang chủ. Bây giờ tôi đưa một cái hình, ví dụ như là một hình như thế này. Đó. Ví dụ tôi đưa một hình như thế này vào đây. Thì bạn sẽ thấy là cái hình này nó sẽ xuyên suốt ở đây. Ví dụ trang chủ này tôi đặt ở hai vị trí này. Bây giờ chúng ta quay trở về trang con xem có không. Lập tức tất cả các trang con đều xuất hiện cái hình đó mà đúng vị trí đó. Đó. Nếu tôi đặt một chữ thì sao? Ví dụ tôi đặt một cái chữ gì đó vào đây. Đây, ví dụ tôi đặt dòng chữ như này vào đây. Thì tôi quay trở về các trang con. Có các trang con không? Có. Đó. Hình vẽ và chữ đều nằm ở các trang con. Đúng các vị trí tương ứng mà vốn nó nằm ở trong trang chủ. Như thế thì các yếu tố nào lặp đi lặp lại tất cả các trang thì chúng ta sẽ xem xét việc đặt nó vào trong trang chủ để cho nó tự in lên trên các trang con bằng một lần đặt duy nhất. Ngoài ra chúng ta còn có cái gì nữa, trang chủ còn liên quan tới số trang. Đấy. Chúng ta đánh số trang tự động thì chúng ta cũng sẽ đặt nó vào trong trang chủ, tại vì nếu mà chúng ta đặt ở trang con ấy thì chúng ta phải làm thủ công. Việc đó thì có khó không? Không khó, nhưng nó lại liên quan tới một cái chuyện rất là đau đầu, đó là không phải chúng ta làm xong một lần là xong, chúng ta còn biên tập, còn thêm nội dung vào hay cắt bớt nội dung đi, mà do đó thì cái số trang nó sẽ co duỗi theo thực tế. Mà sau khi biên tập mà số trang lệch đi rồi thì nội dung lệch đi rồi, số trang lệch đi rồi thì những cái thứ mà chúng ta đánh đánh mục lục số trang nó sẽ không khớp nữa, và lúc đấy chúng ta mà ngồi chúng ta dò theo những cái điều chỉnh đó chúng ta lặp lại số trang thì đấy là một việc cực kỳ là khó khăn, mất rất nhiều thời giờ và cũng không có gì đảm bảo là chính xác cả. Do đó thì số trang đặt tự động thì nó sẽ rất là tiện, tại vì chúng ta cứ cắt
cái nội dung thoải mái đi thì nó cũng sẽ tự động nó co duỗi theo cái số trang thực tế. Thì đấy là những thao tác đầu tiên mà chúng ta giới thiệu là tạo trang, quản lý trang như thế nào, và biết thêm một cái nữa gọi là khái niệm cái trang chủ là như thế nào. Nhưng vừa nãy thì chúng ta còn một vấn đề cần phải trao đổi, đó là trang chủ chỉ có một hay là nhiều. Đấy. Thì thực ra trang chủ của chúng ta sẽ có nhiều chứ không phải là một, mặc định lúc đầu tiên là một, nhưng nếu mà nội dung không phải xuyên suốt từ đầu đến cuối mà có nhiều nội dung mang cái tính chất gọi là rẽ cành rẽ nhánh khác nhau, thì lúc đó mỗi một cái cành, mỗi một cái nhánh đó chúng ta lại phải có một cái trang chủ tương ứng. Ví dụ như tôi vừa mới nói bạn, chẳng hạn như tôi làm một cái quyển sách mà trong đó có một tác giả thôi thì cái chuyện đó lại rất là đơn giản đó. Nhưng mà nếu mà một quyển sách nhiều tác giả thì mỗi một bài viết của một tác giả nào thì nó sẽ phải có tên tác giả đó. Vậy thì tôi không thể làm một cái master có đầu quyển là cái bài đầu tiên là ví dụ Trần Đăng Khoa chẳng hạn, đến bài sau lại một ông Thương Hữu Dụng hay là một ông ABC nào đó, thì tôi không thể nào lấy cái master của ông Trần Đăng Khoa để tôi vứt sang cho ông kia, tại vì như thế thì tên lại thành tên của ông Trần Đăng Khoa không phải là tên của ông kia nữa đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm một cái master thứ hai, thứ ba, thứ n nào đó cho các ông về sau, hoặc là cho cái chuyên mục về sau. Đấy là sách với các tác giả nhé. Còn ví dụ như là tạp chí hoặc báo thì các bạn sẽ biết là nó phân ra rất là nhiều các cái chuyên mục khác nhau đúng không? Tin nhanh trong ngày này, tin trong nước này, tin quốc tế này, tin văn hóa, tin kinh tế, tin chính trị, tin thể thao, rồi thì các cái tin lằng nhằng khác. Thế thì rõ ràng mỗi một cái tin như thế thì nó sẽ có một cái đầu tiêu đề khác nhau. Vậy và chúng ta cũng không thể nào đặt một cái master của một cái khu vực tin nọ sang khu vực tin kia. Vậy chúng ta sẽ phải tạo ra những cái master khác. Đấy. Thế để làm như thế thì chúng ta lại có một cái vấn đề cần phải làm, đó là phải hoàn thiện cái trang master đầu tiên đã, không còn cái gì lăn tăn, không còn cái gì sai sót. Tại vì thực ra ấy, cái sự khác biệt giữa một cái master nọ với master kia không có nhiều lắm đâu. Nó chủ yếu ví dụ như là cái mục này thì nó là để ở trên một cái nền màu xanh, thế mục sau thì có thể nó đẹp ở trên một cái nền màu hồng, rồi thì chữ nghĩa ở đây nó khác đi một tí, nhưng về mặt bố cục thì bạn sẽ thấy là nó không có khác nhiều. Đấy, nó vẫn nằm ở đấy thôi nhưng khác màu, khác tên nội dung. Ví dụ thế, khi mà chúng ta chuyển sang một cái mục khác, vậy thì cái việc mà để điều chỉnh thì chúng ta sẽ làm một cái master mẫu trước làm sao cho hoàn chỉnh. Sau đó thì chúng ta sẽ duplicate cái master mẫu đó thành cái master mẫu copy, và chúng ta sẽ sửa đổi một chút về mặt chữ nghĩa, sửa đổi một chút về mặt hình ảnh, màu sắc vân vân, và sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng nó trong trang khác. Thế thì để thực hiện như thế này thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là hoàn thiện đã. Hoàn thiện thì ví dụ như là tôi có cái yếu tố gì ở đây thì tôi phải đặt vào hết đã. Ví dụ tôi có một cái thanh như thế này chạy ở trên đó, sau đó thì tôi lại có một cái thanh như thế nữa chạy bên này. Thế để nhân bản thì tôi sẽ nhân bản bằng cách là nhấn phím Alt, tôi kéo cái này sang vị trí mới thì nó sẽ nhân bản thành một cái bảng copy bên này. À, bên này cũng thế, phía dưới này chẳng hạn tôi cũng có những cái thanh ngăn cách giữa cái phần chữ ở trên với lại cái phần chữ lệ ở dưới. Thế đây tôi kéo một đường như thế này chẳng hạn, ok tôi được một đường rồi, tôi lại nhấn Alt, tôi kéo tiếp cái đường này sang bên này, đặt bên này, chữ nghĩa sẽ nằm ở đây, còn cái thanh đó nó sẽ là cái thanh vạch mà nó ngăn cách. Ví dụ đây, người ta thường là có những cái đường vạch thế này, người ta ngăn có thể là ở trên không thôi, hoặc là đôi khi ở dưới không thôi, hoặc có khi là cả trên cả dưới, tùy vào cái style trình bày của mỗi người đó. À, sau nữa thì tôi sẽ phải đặt thêm một cái số trang tự động đã. Tôi chưa cần biết là có bao nhiêu trang, có bao nhiêu chuyên mục, nhưng mà số trang tự động thì nó sẽ xuyên suốt, do đó thì tôi cần phải làm số trang trước. Và để làm số trang thì bạn quan sát cách làm như sau. À, sử dụng cái công cụ gõ chữ,
sau đó thì đưa vào cái nơi mà mình muốn đặt số trang. Đó. Nhấp chuột và kéo để tạo ra một hộp chứa chữ ở đây đã. À, lưu ý một cái khái niệm là ở trong các cái chương trình mà làm dàn trang như thế này thì Quark hoặc là InDesign nó đều chứa các đối tượng vào trong một hộp chứa nào đó. Đấy, và bây giờ tôi muốn đưa chữ vào thì tôi phải vẽ ra hộp chứa chữ đã. Thế sau khi mà dấu nháy nhấp nháy như thế này rồi thì tôi làm cái gì nữa? Thì tôi đặt số trang bằng cách là vào lệnh để mà xử lý. Đây, tôi sẽ vào menu type. Trong menu type này tôi sẽ tìm tới lệnh insert special character và maker và chọn lệnh current page number. Bạn mở được trên máy mình chưa? Đấy, hoặc là bạn có thể nhấn luôn phím lệnh là Ctrl Alt Shift N. Sau khi mà chúng ta nhấn lệnh Ctrl Alt Shift N thì bạn sẽ thấy có một chữ A nó hiện ra ở đấy. A này thì đấy là lệnh đặt vào chứ không phải là chúng ta gõ chữ A vào trong hộp chữ mà đặt ở vị trí đó thì nó sẽ nhận là số trang đâu nhé. Thế sau khi tôi có được cái này rồi, tôi làm cái gì nữa? Tôi có được cái này rồi, tôi sẽ thực hiện cái việc nhân bản sang kia. Tại vì thực ra thì cặp trang mở thì bên này có số trang thì bên kia cũng phải có số trang. Do đó thì tôi thay vì việc làm từ đầu thì tôi nhân bản bằng cách nhấn Alt, tôi kéo cả cái hộp này sang. Trong lúc kéo thì bạn nhớ giữ cho tôi cái phím Shift để đảm bảo rằng là cái hộp này nó sẽ được kéo trên một đường ngang, không có lượn lên lượn xuống cao thấp so với cái hộp mẫu. Sau khi mà chúng ta kéo cái hộp này sang bên này thì lại thấy vẫn còn một cái phải chỉnh là gì ạ? Về mặt nguyên tắc, chữ của chúng ta mặc nhiên là sẽ align sang bên trái, đúng không? Cạnh trái. Đấy, bây giờ muốn mà nó nằm ở phía bên trang bên phải thì chúng ta phải align lại cho nó là số trang này nó phải nằm ở bên phải của hộp cơ. Thì chúng ta có nhiều cách để làm, nhưng cách đơn giản nhất là chọn nó, chọn cái hộp đấy. Sau đó thì chúng ta nhấn là Ctrl Shift R. Ở đây thì có cái phím tắt rất là nhanh, đó là Ctrl Shift L là sẽ gióng bên trái, align bên trái. Đó. Ctrl Shift R là gióng bên phải. Ctrl Shift C là gióng center, gióng giữa. Đấy, trong trường hợp này thì do chúng ta đang đặt cái số trang bên trái và bên phải. Nếu tôi đã làm hộp số trang bên trái rồi thì tôi nhân bản sang bên phải và tôi thêm một cái thao tác là Ctrl Shift R để align cái chữ A đánh dấu đấy sang phía bên tay phải. Và sau khi mà làm xong đến đây thì chúng ta quay về chúng ta xem ở trang con nhé, xem sau khi mà chúng ta đặt những cái này thì nó sẽ xuất hiện cái gì này. Đây này, số 1 này đó, số 2 này, số 3 này, số 4. Như vậy là chúng ta đã đặt được số trang tự động cho cái tài liệu này rồi. Và nếu bây giờ tôi đã coi như là hoàn thành cái thao tác mà làm master, tôi tạo ra một master mới như thế nào? Thì đây, chúng ta sẽ làm như sau. Đó. Chọn cái master A này. Sau đó thì chúng ta sẽ chuột phải vào đây và chúng ta chọn lệnh ngay đầu tiên. Duplicate master. Split A master. Đấy nha, xem lại nha. Chuột phải vào cái dòng A master ở trên Opage này. Đấy, mà chọn lệnh ngay đầu tiên. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là B master. Cái này thì nó giống hệt, hoàn toàn giống hệt, chỉ có điều tên là khác thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là gì đây? Ví dụ như là chúng ta thay màu này. Đấy. Chẳng hạn như cái này trước là ở A là xanh, bây giờ tôi chuyển nó sang thành đỏ đi, ví dụ như thế. Thế thì sau này cứ cái nào được gán cái gì nhỉ, được gán cái master B này thì lập tức nó sẽ như đây có màu đỏ ở trong cái ô lục lăng này thay vì màu xanh. Đây, bây giờ trang con đang đều màu xanh hết đúng không nào? Đấy. Thế bây giờ chúng ta mới xem cái lệnh mà gán lại một cái trang master thì nó như thế nào.
Ví dụ mặc nhiên lúc đầu tiên có bao nhiêu trang và lúc đó chúng ta mới chỉ có master A, thì cái trang mới nào xuất hiện một cái thì lập tức nó được chiếu theo master A để nó sinh ra. Thế nhưng bây giờ tôi có thêm trang và bây giờ tôi viết bài của ông B, vậy thì tôi sẽ phải gán cái của ông B vào. Chúng ta có hai cách như thế này. Nếu mà tràn mới thì chúng ta chỉ việc làm như sau: layout page đúng không? Ví dụ insert page. Bây giờ tôi sẽ tràn thêm 10 trang nữa cho ông B. Đó. Và tôi sẽ tràn vào sau cái trang 4 này. Thì mình sẽ phải chỉ định thêm một thao tác như sau. Đó là gì đấy ạ? Gán master hay master B. Nhưng bây giờ tôi biết là từ bài số 1 đến bài số 4, ở trang số 1 đến trang số 4 là bài của ông A rồi. Ok. Vậy bây giờ đến 10 trang tiếp theo này là bài của ông B, vậy thì tôi sẽ chọn master B. Nhấp ok. Đây, chúng ta sẽ xem. Đây. Bắt đầu trang này thì vẫn là gì đấy? Master A, nhưng sang đến trang này là trang của bài của ông B rồi thì nó có cái màu đỏ như thế này. Và tất cả những cái trang mới tràn vào thì nó đều có màu đỏ như thế này. Thế nhưng bây giờ nếu mà chẳng hạn mình có biên tập và mình bảo ở bài của ông A này có khi phải thêm thêm một đoạn nữa thì nó mới nói rõ thế, được ý. Vậy thì bây giờ mình thêm bớt như thế nào? Đó. Thế đây chúng ta có thể thực hiện hoặc là gán như thế này. Đó. Đây chúng ta có thể là thực hiện theo cái kiểu là ví dụ đây trang 5 nhé, là trang này. Bây giờ tôi lại thấy là tôi muốn nới cái trang nới nới cái trang master A này sang trang này đi để thêm chỗ để bổ sung thêm bài viết cho ông A, thì mình có thể là ở trong cửa sổ page này bạn chọn cho tôi vào cái trang mà trang đầu tiên của master B này nhé, áp dụng master B này, chuột phải vào đây đến lúc mà nó hiện ra một cái hộp thoại chúng ta chọn là apply master to page thì bấm vào đây. Đó. Lúc này nó sẽ hỏi là trang này là trang 5 mà bây giờ áp dụng cái master nào. Đấy. Mặc nhiên thì nó sẽ nhận ra đây là cái trang master B rồi. Thế nếu mà chúng ta muốn chuyển sang master A hoặc sang một master nào khác thì chúng ta chọn ở trong danh sách, nhấp ok thì kết quả là chúng ta thấy là nó chuyển sang master A. Đấy, và nhận tất cả những cái thiết lập vốn có của master A. Thế là như vậy chúng ta đã biết được những cái khái niệm cơ bản ban đầu. Đấy. Tạo tài liệu, tạo master A đầu tiên về căn bản thôi nhé, như thế nào. Sau đó là thêm một trang, thêm nhiều trang, dịch chuyển trang, xóa trang, nhân bảng trang. Sau đó thì chúng ta cũng làm quen thêm các khái niệm là điều chỉnh về khoảng nghỉ của các trang, khoảng trống của các trang hoặc là bát chữ của các trang. Đấy. Và chúng ta chỉnh ở trong một trang địa phương cụ thể hoặc là chúng ta chỉnh ở trong trang trang chủ để áp dụng cho tất cả các trang mà được chỉ huy bởi cái trang chủ đó. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết thêm cách là đặt các yếu tố mà lặp đi lặp lại vào trong trang chủ như thế nào để cho nó tự động ăn lên các trang con. Đấy. Chúng ta cũng biết cách là đặt số trang tự động như thế nào. Chúng ta cũng biết cách là tạo ra các cái trang chủ mới và điều chỉnh nó để cho nó cá nhân hóa, khác biệt giữa trang chủ phát sinh với lại cái trang chủ mẫu, cái trang chủ master A như thế nào. Thì đấy là những khái niệm ban đầu chúng ta cần phải nắm được. Thế bây giờ thì bạn thử nghiệm hết một vòng thử xem có cái gì còn thắc mắc về thao tác nào nữa không. Thế thì chúng ta sẽ trao đổi cho nó rõ ràng trước khi chúng ta nói tiếp sang các vấn đề tiếp theo. Em không làm cái gì.